Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, nhảy vô luôn. Ngay bây giờ là 3 giờ 58 phút tối, ngày 3 tháng 7 năm 2024. Vừa rồi như vậy là mình đang theo dõi cái setup là A, B và C để tạo ra được sóng số 4. Nhớ ở trên đây là sóng số 3. Okay. Mình phải cần có sóng số 4 hoàn tất thì mình mới có sóng số 5. Và sóng số 4 vẫn vậy đã được công khai tuyên bố là sóng C, sóng số 4 nó rơi vào cái khung giá là 57.000, 57 500 cho tới 50.000. 800. Chống được trên 50.800 thì tất cả mọi thứ vẫn là leo thang leo thang leo thang leo thang leo thang. Đây mới là cái chống lưng chính của cái đồng BTC. Thì cái vị cái vật cái vấn đề mà sập vừa rồi. Nghe, là không phải là một chuyện bỡ ngỡ ok không phải là một chuyện bỡ ngỡ thì mình đã cân nhắc ngày mình đã cân nhắc chứ không phải không vừa rồi như vậy mình cho bạn nếu mà giá bay bổng lên lại á tới cái vùng này nè tới con giá này mình kêu mình kêu bạn watch để ý. ok coi 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 nó 63.230 nếu nó cắn được cái vành xanh này á thì nó mới là sóng số c năm sẽ được diễn ra sóng số năm sẽ được diễn ra Ok, để sóng số 4 tiếp tục lên một chút xíu nữa Còn không có là nó có thể sập lại Thì ok, rõ ràng là mình kêu bạn để ý Nó phải cắn con này Sóng số 5 mới được diễn ra Thì vừa rồi nó không có cắn, nó đã rồi Ok, thì đây Mình tranh thủ, mình xóa, 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 xóa Cái sóng C mà rơi vào cái khuôn giá này Ok, thì nó phải xảy ra Sóng số 4 phải kết thúc Ok, thì mới có sóng số 5 Thì sóng số 5 nó mới lên được 80.000, 85.000, 90.000 Sóng số 4 phải cần kết thúc Mình không muốn nó dây dưa nếu mà nó dây dưa thì cái ngày mà 80 85 Ok 90 sẽ sẽ không xảy ra liền Ok thì nó là vậy Thì vừa rồi như vậy Ok mình cứ cân nhắc là Cái sóng vừa rồi như vậy đó Là cái sóng này nè Là nó có cao hơn cái sóng này Thì có thể là sóng số 3 kết thúc ở đây Sóng số 4 kết thúc ở đây Và có sóng số 5 đã kết thúc ở đây rồi Bởi vì nó sập luôn Mình có nói với bạn chứ không phải là không Mình nhắc đi nhắc lại Cái nhất là mình 2-3 lần 3-4 lần như vậy Ok thì đây mình có thể dán sóng số 4 ở đây nè okay và sóng số 5 đã kết thúc ở đây. Có nghĩa rằng á sóng số 4 đã kết thúc ở cái con giá này rồi. Vừa vừa rồi bạn có thể thấy cái con giá nó lên tới con giá mấy. Nó lên tới con giá là là 3 6, 63 850. Nhớ cái con giá mình đưa cho bạn á, con giá trước con giá này là 63.000 63, 900 thì nó sơ xuất đâu 50 đô thì nó rớt xuống cũng được chứ không phải là không. Ok Thì đây, đây là sóng số 4, bạn dán sóng số 4 ở đây để tạm đang số 4 ở đây cái okay. và cái vấn đề này vừa rồi như vậy đã không xảy ra và có thể thấy là rất là khó để phá vỡ con giá 65.000 370 phá được thì tất cả mọi thứ leo thang không phá được thì là gì không phá được thì không phá được under 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 dưới con giá 65.370 thì là sống số 5 được diễn ra và ngay bây giờ là sóng số 5 đang được diễn ra thôi chứ không biết sống số 5 nghe là cái sống nhỏ của cái gì cái sóng nhỏ của cái sóng C này thôi chứ không gì hết nghe đây là sóng số 5 bạn có thể thấy đây là sóng C là sóng lớn ok sóng số 4 là sóng lớn thì nó là vậy ok thì sóng số 5 đang được diễn ra nhưng uh, nhưng nó phải có vài thứ để nó chứng tỏ sóng số 5 còn uh, diễn ra còn không có nó có thể một phần trăm nhỏ nhỏ là nó có thể bay lên lại ok tất cả những cái thứ này mình đã nói Giữ được trên 61.830 thì nó sẽ bay lên lại, còn không có thì nó sẽ sập xuống sóng số 5. Ok, thì nó đã sập rồi. Ok, nó đã sập rồi. Xác suất là nó đã sập rồi. Ok. Về cái con giá, ok thì đây, bạn có thấy là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tiếng, 8 tiếng nó nằm dưới cái con giá này. Ok, 61.830. Ok, thì xác suất là gì? Xác suất là sóng số 5 đang được diễn ra. Ok, sóng số 5 đang được diễn ra ha. Sóng số 5 đang được diễn ra thì tạm thời mình sẽ xóa những cái thông tin mà nó đã cũ rồi cái sự rớt này không phải là một sự bỡ ngỡ nghe mình đã cân nhắc cân nhắc với cái mũi tên này và mình đập đi được lại và bạn có thể thấy rằng á bạn có thể thấy rằng cái chống lưng mình nó quan trọng như thế nào con giá 61.830 con giá 61.830 tắt đi tất cả mọi thứ bạn thấy nó dây dư ở đó bao nhiêu tiếng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tiếng nó dây dưa ở cái chống lưng của mình 61.830, 11 tiếng trước khi nó sập như vậy Ok Ok thì đây mình xóa nó đi Ok Đã Nó đã sập Ok nó đã sập, đã sập, 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 sập Ok Ok Và nó sập như vậy là tại sao? Nó sập như vậy đó Bởi vì rõ ràng Là ở đây nó không có một sự bay bổng cho máy Nó không có mạnh bạo Bạn thấy nó lên tới đường chút xíu Nó hồi lại rồi nó lên lên được Mà cái sự lên của cái sóng số 5 này nè Cái sóng số 5 này để kết thúc Sóng số 5 này để kết thúc sóng số, thúc, sóng số 4 bạn thấy nó không có mạnh bạo cái sự yếu đuối của nó nó đã bắt đầu từ đây rồi ok thì có nghĩa là nó hồi lại thì cũng là là tốt thôi chứ vì hết nhớ ngắn hàng thì bạn thấy nó sập vậy không tốt nhưng nhớ là mình muốn nó hoàn tất sóng số 4 nhớ sóng c là sóng nhỏ của sóng số, số 4 đây là a ok đây là b và đây là c là sóng nhỏ của sóng số, số 4 sóng số 4 hoàn tất phải hoàn tất hoàn tất hoàn tất hoàn tất thì sóng số, số 5 mới xảy ra và sóng số, số 5 sẽ đem con giá tới bao nhiêu 80 80.000, 85.000, 90.000 và hơn nữa Thì sống số 4 phải cần hàng tốt Ngắn hàng thì mình phải chịu một sự gọi là sự đau đớn Có thể là một sự đau đớn Có những người coi nó cũng như là cơ hội Ở đây là mình coi nó cũng như là cơ hội okay. Thì vừa rồi về đếm sống Thì đây là sống 1, sống 2, sống 3, sống 4 và sống 5 okay. Đã kết thúc Đó là sống số 4 okay. Và rõ ràng cái sống lớn của nó thì bạn có thể thấy là cái sóng lớn vừa rồi nó nằm trong cái hình tam giác này nè. Ok, hình giữa hai cái vành đen này mình nói lộn. Chút đầu đi xuống đây là sóng 1 của nó. Đúng không? Đây là sóng 2 của nó. Ok, vừa rồi cái đáy của nó nó rớt xuống cái con giá, ok, rớt vô con giá là 58.000. Ok, 58.200 mấy. Đó là sóng số 3. Ok. Đây. Là sóng số 4. Ok, đóng số 4 tại kết thúc đó. Ok. Và sóng số 5 thì đang được diễn ra thời chưa bị hết. Ok. Sóng số 5 đang được, diễn okay. đang được diễn ra. cái đây diễn ra. Rõ ràng mình nói sóng số 5 đang được diễn ra. Rút nó rớt dưới con giá là 61.800, kéo số giá này quanh đây 61.830 ha, 61.830. Ok. 61.830. Thì để tiếp tục ngày để tiếp tục xác thực xác thực xác thực xác thực xác thực như ở đây mình đã nói rồi rất dưới cái con giá này là sống số 5 đã bắt đầu nè ok số sống năm bắt đầu nè red sống số 5 bắt đầu rất dưới con giá 60 61.830 những cái thông tin mình đang lập đi lập lại á gọi là mình đã cân nhắc cho bạn không phải là ngày một ngày hai mình đã cân nhắc cho bạn hai ba ngày vừa rồi cái sự sập chứ không phải là không chủ yếu là có giữ được trên con giá 61.830 không cân nhắc tiếp tục để tiếp tục xác thật cái câu chuyện là nó xuống thì rõ ràng đây cái đấy đây là cái đấy của sóng số 3 nè bạn có thể đây là đấy là cái đấy sóng số 3 rõ ràng sóng số 5 lúc nào cũng vậy hết á nó phải sập dưới sóng số 3 nó phải sập dưới sóng số 3 phải sập dưới sóng số 3 để rơi vào cái khung giá này về đếm sóng thì sóng số 5 lúc nào sóng số 5 nghe về đếm sóng lúc nào nó cũng phải dưới cái sóng số 3 hết thì mình có thể cân nhắc là cái con giá này lúc mà nó rờ được cái con giá này thì nó xác thực cái câu chuyện là sóng số 5 đóng dấu đóng dấu đóng dấu ok ở trên đây là nói là sóng số 5 bắt đầu còn ở đây cái con giá này 55.000 58.455 ok 58.000 đúng không ok đâu khoảng cỡ đó 58.400 thôi 400 ok 58.400 58.400 mà sập dưới thì 58.400 ok thì nó đóng dấu nó gọi là nó confirm luôn rồi ok nó confirm ok là quấy file bắt đầu bắt đầu gọi là với file đang xảy ra luôn á gọi là đang xảy ra luôn là happen ok happen có nghĩa là sập dưới cái thằng cu này đúng không sập dưới cái thằng cu này thì nó nói là cái gì Nó gọi là nó đóng dấu luôn rồi Nó đóng dấu là gì Nó đóng dấu là sóng số 5 đang được diễn ra Ok là gọi là confirm Ok uh, Ok confirm luôn Ok Là thằng 5 Quấy file Quấy file đang được Ok quấy file đang được diễn ra Ok Quấy file Và mình đổi nó thành màu đỏ luôn Bởi vì sóng của nó là màu đỏ đúng không Đây là sóng màu đỏ Ok Sóng màu đỏ Ok Tiêu vừa rồi rớt dưới cái con giá 61.800 okay. à, Là sóng số 5 đã bắt đầu rồi sống số 5 bắt đầu rồi ok sống số năm rồi còn rớt dưới con giá này là đóng dấu đóng dấu đóng dấu đóng dấu là sống số 5 đang được diễn ra luôn đang được diễn ra luôn confirm WiFi gọi là đang được diễn ra thì gọi là mình gọi là mình gì happen nha happen là đang được ok ok happen ok đã đang được diễn ra đang được diễn ra đang được diễn ra ok và rơi vào và sống và số 5 á thì đây là lại là cái khung ok 57.800 56.000, 55.000, 54.000 Nhưng mà xác suất á Là nó rờ được con giá 57.800 nè Ok Còn giá 54, 50, 55.500 nè Ok, 53.800 Không chỉ vậy Nha, vừa rồi là nó đã cắn con giá này rồi Ok Và cái con giá kết tiếp á Ok, thì mình để luôn Mình ghi luôn cho bạn ở đây Ok Là 58.300 Nha, con giá 58.300 Ok Là một con giá quan trọng Con giá quan trọng Có thể là nó sẽ rờ R tới ok thì đó cũng là một cái gì cái target cái okay, cái target kế tiếp 58.300 ok 57.500 vân 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 chống được trên 50.800 cái chống lưng này mình đã sử dụng bao nhiêu một trăm mấy một trăm mấy ngày rồi ok chống được nha là hô, 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 giữ được thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang tới mình hết thì cái trường hợp cao nhất ngay bây giờ là sóng số 5 tiếp tục được diễn ra nha tiếp tục được diễn ra và tiếp tục sập để đóng dấu cái sự sập của nó rớt dưới cái đáy vừa rồi của nó cái đáy vừa rồi của nó đây và có thể tắt đi tất cả mọi thứ cái đáy của nó đây rớt dưới cái đáy này ok rớt dưới cái đáy này 60.100 rớt dưới ok đây số 1 này số 2 rớt dưới cái con này là cái đáy cuối cùng của nó rồi đây là sống số 3 đúng không đây là sống số 3 phải rớt dưới sống số 3 nhớ đây là sống số 3 sống số 5 phải nằm ở dưới sống số 3 ok thì đến rớt dưới con giá 58.400 ngạc xích xuống chút xíu 58.400 58.400 để nó nói là sóng số 5 đang được diễn ra rồi, đang được diễn ra rồi, ok. Và đang được diễn ra thì đây là những cái con giá nó sẽ rờ rờ rẩm được tới. Nhưng nhớ cái trường hợp thứ hai và đây là một trường hợp mới. Đây là cái mới mình muốn chia sẻ cho bạn. Ok. Nhớ là đây là mình nói là đây là A đúng không? Và đây là B đúng không? Và đây là C đúng không? Cẩn thận, cẩn thận có thể là nó sẽ tạo thêm một thằng B nữa nha nó tạo thêm một thằng b nữa có nghĩa là có nghĩa là từ đây là a đây là b rồi sau đó nó mới xuống c là, chứ c không xảy ra ngay bây giờ nếu mà chuyện đó xảy ra nó có thể là dây dưa cái thị trường này dài hơn nghe cái nó dây dây dư cái thị trường này dài hơn trong cái chu kỳ này thì có nghĩa là đây là a đúng không đáng lẽ là đây là b và c c để hoàn tất sóng số 4 rồi bay lên luôn ngay bây giờ bay lên luôn ngay bây giờ nhưng không nếu nếu chuyện gì xảy ra thì chút nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn có thể là đây nè cái trường hợp này là đây là a cái b này á nó sẽ được chuyển qua đây là nó là b nằm bên đây chứ không phải b ở đây nha không phải b ở đây nhớ cân nhắc là vậy b nó sẽ b nằm ở đây và nó sẽ kéo dài cái thị trường này ra nha nó rất dài rất dài và c nó sẽ xảy ra ở bên đây cũng giống như c đáng lẽ là xảy ra ở đây nó sẽ xảy ra ở bên cái vùng này lận cũng giống như b nó xảy ra ở đây nó sẽ xảy ra ở bên cái vùng này lận chuyện gì phải xảy ra để cái sóng B này nó 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 xảy ra ok và sóng B này có thể là nó nó sẽ làm nó nằm cao hơn cái sóng B này luôn nha cần nhắc cần nhắc ok cái chuyện mà nó xảy ra là 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 gì là cái này là cái này cái này là cái quan trọng cái con giá của thằng BTC á nó sẽ tụ hợp ở cái vùng này ở cái vùng này thôi nó sẽ tụ hợp ok ở cái vùng 61.000 và nằm trên cái con giá này rồi sau đó là nó đặt quay đầu đi lên lại nó quay đầu đi lên lại nó quay đầu đi lên lại á có nghĩa rằng á để nó lên chín để nó lên nó tạo cái sóng b lớn nè và nếu mà để về đến sóng nhỏ thì về đến sóng nhỏ ha thì vừa rồi như vậy cái sự vừa rồi á tức cái sự bay bổng vừa rồi á nó là cái sóng a a a lớn tất cả tất cả những cái sự bay bổng vừa rồi nó là chỉ là cái sóng a lớn thôi và cái sóng nó tụ hợp nó tụ nó gọi là nó nó nó, nó tạo một cái móng ở đây nó là sóng b đây mình có thể nói là sóng b sau đó nó lên nó là tạo cái sóng c và abc như vậy á là nó, trên cái con đường để tạo cái sóng b này cân nhắc cân nhắc cân nhắc cái sóng b mình đã dán lên trên đây xa lắm rồi ok gọi là rất, rất, rất cao ok gọi là b ok thì thằng abc hồi nãy mình mới cân nhắc cho bạn thằng a Orange này ha, Orange là màu cam, ok uh, và mình sẽ chuyển nó thành màu cam luôn. Orange, A, B, C để làm gì? Để nó tạo cái sóng B, B gì? Nó tạo thêm một cái sóng B nữa, ok và đó là cái sóng B gì? B nhỏ. Đây, nó tạo cái sóng B này, A, B, C. ABC màu cam tạo cái sống với nhỏ đây đây màu orange ra. Và không chỉ vậy, mình làm gì? Mình sẽ đổi nó thành màu orange luôn. Ok, orange. Ok. Có nghĩa rằng á nó phải sập dưới nhớ là nó phải sập dưới con này và con này. Nhưng mà nếu mà nó tụ hợp ở cái vùng này thôi nó không sập nữa. Không sập nữa, nó không sập nữa. Nó không sập nữa nghe. Thì có nghĩa rằng á tất cả những cái sự bay bổng vừa rồi á ok, nó là cái sống A lớn lớn. Sau đó nó hồi lại nghe nó là nó đã hồi rồi đúng không? Cái sự hồi vừa rồi nó chỉ là cái sóng B thôi, nó chỉ là cái sóng B thôi. Rồi sau đó là cái sóng C được diễn ra. C được diễn ra. Và cái và sóng C được diễn ra. Và cái ABC cam này nè, ABC cam này, vừa rồi mình giải thích ABC là cam. Nó là cái sóng B, nó là cái sóng B bằng B lớn này nè. Nó đang tạo hành trình của cái sóng B lớn này. Và sau khi cái sóng B này lớn hành trình xảy ra thì chuyện gì xảy ra cái tiếp rõ ràng nó sập lại chứ không phải gì hết có nghĩa là nó sẽ kéo dài cái cuộc chơi nó sập lại chứ không phải gì hết nó kéo dài cái cuộc chơi có nghĩa rằng á đáng lẽ là đây là a đây là b ABC là ba sóng để tạo sóng số 4. nhớ ABC là ba sóng để tạo sóng số 4. đúng không a b c là ba sóng để tạo để tạo được gì để tạo cái sóng số 4. ok để tạo cái sóng này sống này sống số 4 lớn đúng không sống số lớn lớn đây nó là abc ở đây là b đây là sống số 3 ok đây là a b c để tạo sống số 4 lớn ok để sóng số 4 lớn thì nếu mà cái trường hợp mà thằng a ta đã kết thúc ở đây rồi ok thằng b thì nó sẽ dây dưa qua tới cái vùng này lận rồi sau đó nó rớt xuống lại là cái gì nó rớt xuống lại là nó rớt xuống lại cái sóng c nó rớt lại cái sóng c thì có nghĩa rằng á cái sóng xe á ok là nó sẽ được đẩy qua bên đây hồi nãy mình đã nói đẩy qua bên đây là thì nó kéo dài cái thị trường châu này là nó kéo dài gọi là nó sẽ rửa gọi là nó đập nát những người tay giấy những người thiếu kiến thức những người không có lòng tin nó rửa những người đó ra ngoài thị trường đã rồi sau đó giá mới bay và cân nhắc tất cả những cái gì nó đang xảy ra như ngay bây giờ coi nó cũng giống như là cơ hội, cơ hội và cơ hội. cái sự sập là cơ hội, máu là cơ hội, máu là cơ hội, sập là cơ hội, máu là cơ hội, sập là cơ hội. nhớ nó là vậy, ok? nó cố gắng rửa bạn ok? bạn cứ nghĩ đi trùng hợp. thông tin thằng đức xã thằng đức thằng nước đức xã bitcoin, thông tin nước mỹ xã bitcoin, thông tin mau góp bơm 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 nhưng mà cái câu chuyện nó là không phải như vậy, ok? số lượng mà mau góp nó có tới 1.000, ok, 141.000, 141.000 bitcoin, 141.000 bitcoin. Nhưng sau chỉ 65.000 bitcoin là là đưa lại cho những người retail thôi, những người nhỏ và lẻ thôi. Còn cái phần còn lại là là gửi, đưa lại cho quỹ này quỹ nọ, quỹ lớn thì nó là vậy. Nhưng mà gọi là tin tức ở ngoài xã hội á, thì nói là tất cả những Bitcoin sẽ được xả 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 xả, 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 xả như vậy. Cái nguyên cái số lượng 441.000 Bitcoin sẽ được xả ra ngoài thị trường. Nó đang tạo, nó đang cố tạo, nó đang cố gắng tạo là gì? Nó đang cố gắng tạo cơ âm uh, gọi là sự sợ hãi. Thì cái đó là cái câu chuyện nó đang tạo, cái đó là cái câu chuyện lớn nó đang tạo. Nó đang cố gắng tạo cái sự sợ hãi để những người nhỏ và lẻ những người thiếu lòng tin, những người thiếu chất xám về Bitcoin, thiệt sự không biết Bitcoin là gì để đem đi xả, để nó thu gom hết cái tài sản quý nhất trong lịch sử loài người. Rõ ràng về tính nhiều thì mình cung cấp cho bạn để chốt đơn. Nhưng cho những người nào mà không biết Bitcoin là gì, nhớ đây là cái công cụ, nghe đây là cái đồng tiền tiền điện tử được sử dụng, được chấp nhận, được sử dụng trên toàn cầu, không có gọi là trung gian. Nghe không có trung gian, không có sự uh, nước này chỉ sử dụng cái đồng này, nước kia sử dụng đồng nào nọ. Đây là cái đồng cái đồng tiền tiền điện tử được sử dụng trên toàn cầu toàn cầu toàn cầu toàn cầu thì bởi vì vậy bởi vì vậy những cái sự rửa này ra là nó chủ yếu là rửa những người từ tay giấy thôi những người vừa rồi mới mua với cái giá 70 ngàn thì bây giờ đem đi bán đi chứ không gì hết nghe bán lỗ để chạy thôi à, vậy thôi chứ không có gì hết nhớ đây nó có hai cái chỗ quan trọng thì đây, đây mình vẽ cho bạn đây cái chỗ này quan trọng đúng không và cái chỗ này quan trọng Ok. Cắn con này và cắn con này, cắn con này đã đóng dấu đóng dấu rồi. Đóng dấu là gì? Sóng số 5 đang được diễn ra đây, mình đang nói sóng số 5 đang được diễn ra rồi. Ok. Nhưng mà nó vu vơ ở cái chủng này thôi, vu vơ. Ok. Thì vu vơ thì đây mình mình gọi là mình bỏ lại cái mũi tên nếu mà nó vu vơ ở cái chỗ này thì tất cả cái sự bay bổng của nó chỉ là cái sóng A. Nha, tất cả những cái sự bay bổng vừa rồi nó là sóng A và cái sự vu vơ của nó là sóng B rồi sau đó nó lên nó sẽ lên lại nghe nó lên lại cái sóng C và sau đó là nó là ABC để tạo sóng số sóng B này sóng B này là cái sóng đúng sóng B lớn đúng không B lớn B lớn okay, B lớn trong B lớn. lớn này đây là mục tiêu mục tiêu vẫn vậy nhưng mà nào, nếu mà chuyện đó xảy ra thì cái mục tiêu mà gặp được cái con những con giá này nó sẽ kéo dài hơn mình thà xử lý nhanh còn dẹp lẹ đánh giá xuống luôn ngay bây giờ nghe trái giá rất rầm 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 xuống luôn ngay bây giờ rơi vào cái khung giá 57.000 nha, rơi, 57 à, 57 rơi vào cái khung giá 57.000 à 57.500. 58 nha, 50.000 50 rơi vào cái khung giá 58.300. nha, rơi vào cái khung giá 58.300 và rơi xuống nguyên cái khung giá này, rơi xuống 50.850. Mình muốn nó rớt xuống như vậy. Rớt rớt rớt, rớt xuống cái khung vùng, vùng này. Cái okay. nhanh gọn lẹ nhưng rặn ngoạn. Cái nếu mà nó dây dưa ở vùng này nghe thì có thể là nó sẽ kéo dài cái thị trường này lên đây là a đây là b và đây là c thì xóa luôn cái này ok và xóa luôn cái này cái okay, con giá này vừa rồi đã rất khó để phá vỡ mình đã nói ok và xác suất là sống b xác suất mình nói mình nói hai ba chục lần chứ không phải là không đây chỉ là sống số 4 không xác suất là không phá vỡ được cái con giá này ok sáu mươi lăm ok sáu mươi chục rồi sau đó ok là sóng số 5 lần được diễn ra sóng số 5 lần được diễn ra thôi chứ hết nha sóng số 5 lần được diễn ra rồi vượt cùng giá này ok và rớt dưới công giá 61.800 là bắt đầu cái sự rớt đúng không nhưng mà nó phải có những cái sự gì nó có những cái sự mà gọi là nó có những cái sự gọi là đóng dấu đóng dấu thì đây là cái đóng dấu đầu tiên và cái đóng dấu thứ hai để tiếp tục rớt nhớ sóng số 3 lúc nào nó cũng phải cao hơn sóng số 5 hết ok thì nó phải rớt dưới đúng không nó phải rất dưới dưới ít nhất là nó phải rất dưới con giá này để sống số 5 thiệt sự xảy ra đơn giản ok sống số 5 lúc nào cũng thấp hơn sống số 3 phải rất dưới con giá này thì thiệt sự sống số 5 mới diễn ra mới diễn ra ok thì cho những người nào vừa rồi gọi là đã mua đồng này đồng nọ ok để đánh lại lon lên thị trường nào mà con giá nó rớt dưới con giá 60 100 là bạn bạn một những cái đồng nhớ là cho những người nào mà muốn đem đi bán lỗ nghe bán lỗ thì nhớ hỏi mình đó phải là những cái đồng trong cái nhóm đầu tư dài hạn hay không? Hỏi mình. Nếu mà nó là những cái đồng trong nhóm đầu tư dài hạn thì bạn nên mình khuyên là bạn giữ nó. Bởi vì cái thị trường này nó sẽ quay lại rất mạnh bạo. Đâu tầm. Ok, cầm tầm nghe. Cuối, khoảng cái vùng cuối tháng 8 nó sẽ quay lại nghe cái thị trường altcoin nó sẽ quay lại cái thứ à, cái thị trường altcoin nó sẽ quay lại Cỡ tầm cuối tháng 8 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 thì ngay bây giờ bạn đợi đâu khoảng cỡ cỡ một tháng gọi là một uh, gọi, là, gọi là gọi là cho là hai tháng hơn nữa hai tháng ít hơn 2 tháng thì tất cả mọi thứ sẽ gọi là bay bỏng lại bay bỏng lại nha chứ không có gì ở đây hết nha không có gì ở đây hết cắn con giá này 60.100 cho là 60.100 đi cho nó chẳng ha. Ok. Đi gọi là nó nó gọi là nó gọi là gọi là cái đó là cái tín hiệu đầu tiên first signal. Xuống. Tín hiệu đầu tiên xuống tiếp. Được không? Tín hiệu đầu tiên xuống tiếp. Ok, đây. 60.100. Đó là cái đấy vừa rồi của nó. Vậy thôi chứ không biết gì hết. Cắn con này. Cắn con này để xác thực sống số cắn con này nè để xác thực sống số 5 được diễn ra. Còn mà nó chỉ bay bổng ở cái vùng này thôi. Bay bổng ở cái vùng này thôi. Thì nó là gì? Nó chỉ là cái sống sống B. Sống B. Nghe cái vùng và cái vùng nó bay bổng thì đây mình xóa bớt đi để, để mình vẽ cho bạn cái vùng cái vùng bay bổng. À, mình bỏ lại cái con. Cái vùng bay bổng là đây. nếu mà nó không phá vỡ cái con này nè đúng không thì nó chỉ là cái sóng b thôi rồi sau đó là mình có cái gì mình có cái sóng c a b c như vậy nó là gì nó là b b b b b b lớn b lớn đây cái okay. sẽ kéo dài cái thị trường hơn vậy thôi nha những cái giờ tới đây thì mình phải đợi 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 nhớ thị trường bên mỹ chưa xảy ra chưa xảy ra nha chưa xảy ra tối nay nghe mình sẽ đẩy ra tín hiệu Salana và tất cả những cái tín hiệu khác cho anh em để chốt đơn vậy thôi vậy thôi chứ không có gì nghe à, gọi là vừa rồi cái sự rớt như vậy về cái sóng số 5 thì mình đã nói mình có thể lập đi lập lại nó khoảng có 10 lần hơn 10 lần hơn nó phải xảy ra bởi vì sao bởi vì sóng số 5 để nó hoàn tất cái gì để nó hoàn tất cái sóng C ok sóng C là sóng nhỏ của sóng số 4 hoặc bạn có thể nói là nó là sóng quay tại sao nó là sóng quay ok coi cái cái video khung ngày khung ngày là bạn hiểu vậy thôi sóng số 5 cần xảy ra chứ không thì nó sẽ kéo dài cái thị trường này rất nhiều nghe nếu sóng số năm không ngay bây giờ không xảy ra thì nó sẽ kéo dài cái thị trường này rất nhiều rất lâu vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xin chào mọi người